Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Năm chính trong show hẹn ăn trưa của MC Cát tường kể rằng anh từng quyết định quỷ hôn vì vợ sắp cưới mời đi ăn nhưng bắt anh bù thêm 70.000 đồng, điều này đã làm dấy lên tranh cãi về cách ứng xử của đàn ông trong một mối quan hệ. Theo chia sẻ của anh, vợ sắp cưới mời đi ăn, nói sẽ bao, nhưng khi thanh toán tiền thì tổng quá đơn là 270.000 đồng, thiếu 70.000 đồng nên nhờ anh bù vào. Kể lại bằng giọng nói vẫn còn pha lẫn tức tối, năm chính của chương trình hẹn hò khiến nhiều người xem ngỡ ngàng khi đưa ra quyết định quỷ hôn sau sự việc đó, dù cả hai đã chụp ảnh cưới. Là bố đơn thân đã từng có một đời vợ, thậm chí dù chuẩn bị tiến tới hôn nhân với người phụ nữ khác, thế nhưng câu chuyện của Nam Chính khiến bà mối các Tường và bạn nữ phía đối diện khá ngỡ ngàng. Hơn thế, câu chuyện được cộng đồng mạng tiếp lửa khiến tình hình trở nên căng thẳng, bùng nổ hơn bao giờ hết với kẻ khen, người chê, trái chiều. Tài khoản Ngân Nguyễn bình luận, ông này không có keo mà ổng kiểu người không tinh tế thôi, sống với ông này là thẳng tính, muốn sao nói vậy, đừng có bóng gió, vòng vo. Hay tài khoản Thủy Huỳnh cũng lên tiếng nói đỡ cho Nam Chính, chàng trai này chẳng qua là suy nghĩ hơi dị xíu thôi và có lẽ cô vợ sắp cưới cũng có tính toán còn rút nên mới xảy ra sự cớ như vậy. Nếu biết cách sống thì cũng sẽ ổn thôi chứ không đến nổi. Thế nhưng đó chỉ là những phản hồi tích cực rất là ít ỏi bên vực năm chính của chương trình hẹn ăn trưa. Đa phần khán giả đều cười về tính cách, thái độ sống cũng như ngôn ngữ cơ thể của anh chàng khi lên sóng một chương trình show lớn. Ví dụ như đàn ông vậy kỳ quá, 70.000 trả thêm cho bạn gái có bao nhiêu, tại sao vẫn còn tồn tại những người đàn ông như anh ấy chứ? Cũng hên là chia tay trước khi đám cưới, Chứ nếu không thì cô vợ sắp cưới đó cũng khổ dài dài sau khi lấy anh về. Ai đời đi ăn với hôn thê mà để phụ nữ trả tiền dù cô ấy lịch sự đòi bao. Vào đây coi vì tiêu đề sốc, ai về nội dung bám sát tiêu đề đến từng nanomet. Cô gái ơi, đàn ông họ dở ở chỗ này là hay buộc miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ cho lắm. Có những điều cần giữ nhưng họ lại hoạch tẹt ra, khiến người ngoài nhìn vào đánh giá không hay. Em đúng đắn lắm khi đã không bấm chọn anh này. Đàn ông khi nói chuyện cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng và miệng mở không ra thì cũng cần phải xem xét lại bởi ông bà ta thường hay nói tâm sinh tướng không sai đâu dù có thể không đúng 100 phần trăm những lời bình luận bình phẩm về câu chuyện của anh chàng 70.000 đồng này đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cũng giống như chủ đề mà bấy lâu nay vẫn luôn thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều thế hệ đàn ông nên hay không nên trả tất cả các khoản chi phí liên quan đến buổi hẹn hò quả thật rất khó để xác định được đâu mới là câu trả lời chính xác toàn vẹn nhất cho vấn đề này Tuy nhiên nếu đã xác định đi đường dài với nhau, vấn đề tài chính giữa hai người cũng nên là một lưu ý cần đưa ra ánh sáng, thay vì giữ khư khư trong lòng. Ở lần hẹn hò đầu tiên, đàn ông nên tỏ thành ý với bạn gái bằng cách lo liệu toàn bộ chi phí. Đó là một phép lịch sự tối thiểu không riêng gì đàn ông Âu, Mỹ mà cánh mày râu châu Á cũng thường xuyên áp dụng. Sau đấy, ở những buổi hẹn hò tiếp theo, phụ nữ có thể đề nghị chi trả thay cho các anh nhằm thể hiện sự tôn trọng đối phương thay vì chỉ chăm chăm chờ phái mạnh lo tất tần tật hoặc là nếu một trong hai có những rắc rối nào về tài chính thì người còn lại cũng cần được biết mối quan hệ đôi lứa nào cũng cần có sự cộng sinh từ hai cá thể riêng biệt độc lập nếu có những san sẻ chân thành và quan tâm lẫn nhau bắt nguồn từ tình cảm cho đến vấn đề tài chính hay những vấn đề rất riêng tư thì đó là một điều rất đáng thân quý Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh subscribe like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.